Em sống trong ngôi nhà rất nghèo. Khi bố em mất, em được 3 tháng tuổi. Mẹ em bỏ em lấy chồng. Khi bắt đầu 11 tuổi, em theo ông bà để kiếm sống. Khi được bố Lu giúp đỡ, bố Lu đã đưa cho em lên Hà Nội để học và giới thiệu em đến nhà hàng Đôn để học các loại bánh, bánh mì và bánh ngọt, nhiều loại bánh khác nhau. Và mơ ước của em trở thành người đầu bếp giỏi.